hả? Cho tất cả bà hôm nay mình sẽ đọc chị nhận cảm ơn. Thật là bây giờ mình tùy vậy đi bắn. Em muốn cười vậy xưa. Cái tụi mà em định có một một nhóm. Mình định có tư, mình định qua em, mình còn là tư bóng đó. Mình có bên mình tư, mình định bóng. Nhìn này xưa. Cái này là để ngủ. Cái tụi quá mà xuống mắt luôn. Bố ngủ gì xưa. Chị đoàn. Thái dạ cô, tôi có bố ngủ quá. Tôi tự đoàn phải làm tí là thích bình giấy. Còn bố ngủ, được ảnh quả. Ừ. Lửa thích ăn à? Chị nhà nước nước, nước ổn lửa, xong ngôi dụng tư đã. Tôi chạy lửa. Mai cũng mình rất ý. Giờ một cuốn ngữ em rồi, rồi đi được ăn là cả bông. Bị tật mắt nó rửa, 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 chăn đình ngon. Có một cái là chị bác thị sự những tỷ không? Cái đang nhận những tỷ món được. Cũng sao cổ đường viên bắt đầu bình luận cũng tỷ còn lạnh đó. Tỷ theo anh à? Tỷ đó ý à, hợp lý. Ăn kem ngay, ăn bắp xe. Không phải lắm đó. Xin chào anh. Ăn tổ quá, quá thích. Có đi. Đặng nguyên nhập thứ nè. Tại vì cổ đồng viên của anh gì sao các? Sao ca người đã khoảng lên như là đời. Có bằng tao chứ? Dỗ u ba anh ạ. U ba anh ạ. Nấu thầm ra một bốn. Mà ăn được bốn. Sẵn ra lên sẵn ra. Sẵn ra lên sẵn ra. Sẵn ra lên là ăn được 500. Ừ. Nó cũng đẹp chứ. Ừ. Nó nướng đặc lắm. Gặp em ở U3 em vẫn. U3 đường dài mà. Mắc ghê hả? Chị đặng với người dơ chỗ công sĩ mà hết. Không phải làm phụ mình được. Đi làm thì ngủ được. Tôi đi xem là tôi ăn chị chơi. Mà tụi có người ta đặng một một nhiều lắm. Bạn em ai đặng một một. Ừ. Ăn hết luôn. Thế bây giờ em phải một một ăn hết tết. Ừ, không sợ quá. Trời ơi. Bả từng một thả tập một u ba để rồi chuẩn bị tập ba thứ hai đó. Có hiệp mua bức trạng ấy. Còn chị chất phụ nguyên viên đó, chị chất mạnh là đảm mua một chút ít. Mệt. Đảm đứa rồi. Tưởng anh thẳng hả? Khi đoàn mời bố anh đi ba tự bé. À. Ừ, biến anh đổ mẫu khi cố gắng vượt ra hoa sân. Ốc này chúng vừa qua nên anh nó giống như sáng khu bệnh nhau làm nhuột cây nẹp nhau sáng ngã. Thẳng. Cửa thẳng đẹp đấy. Thiếu cực đó. Ừ. Mãi bực tưởng là bị sao cơ. Kiểu tia laser đồ ra mặt á. Ừ. Tên tế ấy. Đoàn hạng của cả.
Chúng ta kia rồi. Có bộ là. Mà là chúng ta kia rồi. Chị đánh trưng đánh ba tí đấy. Đánh trưng đánh ba tí đấy. Đừng có đánh ba tí rồi. Đừng bắt việc bơi mối với đó. Rồi văn bạc cái mùa đông à. Con đồng thân nhất của Nhi như vì bà là tại đi. Ủa tìm lại nhà của em mà lựa được không? Dạ thì nó cứ lên tập một ok. Nhóm hàng đặng hàng không có tập nữa. Hàng đặng kiểu không có tập nữa. Đặng từ nhóm bao giờ ăn được thôi. Đặng hứa hết. Đánh kiểu này có sơ em vừa quẩn vừa vừa tận điềm tận điềm thì đúng mất tứ đủ đúng chỉnh nó chi nghiệp không đẹp cái hoa thối hẳn đồng hướng điềm cái đó. Đoàn sọ phục bu dơ hiệp hải mà ngủ. Ngủ như sao? Mày cái nhớ gửi được một ba con bắt đầu thằng mày có lẽ là được tính thôi. Bánh loại biến những ái hiểu. Ghê rồi. Đông bánh mà cũng lẻ ăn hoa rồi kìa. Sao bánh chắc cái cấu nhầm đi rồi. Mà chúng nó cũng có giả đông bánh nhưng mà ăn ít. Giả chắc là ăn lắm. Chắc là ăn lắm. Nó thật mà. Ăn lắm. Đông bánh ăn sầu lắm. Dù đi tiêu là ăn lắm. Để đi ngon luôn. Để cái đánh to đi. Không thử quá cổ vụ em. Tụi có mày đừng đánh. Không hẳn đánh. Ai ngơ một mù. Ai ngơ một mù.
Chị, nhẹ cái loan đi lắm. Cái gì vậy lúc? Sắp kiện rất hơi thái á. Chị nhẹ loan thẻ bảo nữa. Nhẹ đó. Chị có cái ngủ như có cái gì kẹo áo thằng ăn à? Kẹo vui lắm. Cái phạt á? Sao chứ thì khi nào thừa quá hiện luôn.
lại. Đang chờ nhấu hả? Không, bỏ bị trong lười đi. Quý lắm. Càng lười. Đặt đi đặt về chứ đừng có cái đâu. Ừ. Tuyệt ăn tầy, xuất sắc tầy. Xuất sắc là em vẫn nhận được má tấm phi. Thank you.
Có một phần à. Chuyện thẳng thừa phục ấy. Anh tự tình điểm em đi xa rồi chơi thêm nội vì cùng hướng được 200 thôi. Ừ. Em đành mấy? Em đành 300. 300 là 8
tổng em đánh là trừ 500 là 1.000 là 8 trừ 500 là 3 mà em đâu à không lúc đầu em ngang 8 luôn ngang chị. Chị và em cũng tọc ba nhân thay dài cả nhau. Không cười được gì sợ. Được cái tuổi nó đỏ đụng con thù với ba mẹ sai hết luôn các hầu veo đi ba sai hết vâng, ăn cơm 7 giờ để đặt. Đấy. À, là chục đặt. Không nói được 11 rưỡi, là xếp được 11 rưỡi. Nó tắm đông. Giống quỷ hả? Rồi quỷ phải chia cho chị Thảo nửa. Như chị Thảo nói.
Đó một một đụng thịt luôn. Cả ba trăm luôn luôn đấy. Sau đi du lịch đó đó. À. Tiền game sau đi du lịch một triệu tại chơi gửi. Có chấm ruột rồi. Chấm ruột ngắm nước đa ngon. Điểm nhá. Ngắm nước có lắm hả? Ngon lắm. Còn nước đưa nữa hả? À. Ngon lắm. Cháu ăn sữa đồng chí yêu lắm. Ui, em thích ngon. Sữa ngắm nước hải, ngon. Hải mới chấm ruột hả? Ok, cấp 2 là con uống nước nữa đó. Ngon lắm. Hiểu đấy. Chị thử ngắm đi, ngon lắm. Có bạn hả? Đấy. Vì mấy? Đấy là hẳn muối muối đường để coi. 2 kg 45 ngàn. Ngon sừ. Đấy. Thế lâu rồi không được ăn đi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
anh qua khu cách ly bên rẻ của cái làng đối diện á, và có công ty TDM. Dạ đúng. Dạ dạ. Thank you.
là lớp. Dạ tí đi em. Dạ. Cà phê muốn hả? Em biết á, anh qua khỏi khu cách ly á, anh lại qua đường đối diện á là tới. Thôi anh cho thằng tới lên thầy tí đi em, em cho tên luôn. Dạ, 50 đứa. Dạ, dạ. Tối mốt sáng là phải chạy lưu lại. Được, tối sáng sau đi nữa. Có em chị là chị có đây nè. Thank you.
Thank you.
Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn và đã xem.